thân mến, ếch thường sống và đẻ ở ao, hồ, đầm lầy. Ếch đẻ trứng và nó đẻ vào đầu mùa hè các bạn nhé. Các bạn biết không, đầu mùa hè, ngày sau cơn mưa lớn, vào ban đêm ta thường nghe thấy tiếng ếch kêu ồm ồm. Đó là tiếng kêu của ếch được gọi ếch cái, khiến hai túi miệng phồng to, nhưng ếch cái thì không có túi miệng đâu. Giai đoạn đầu tiên của ếch là ếch cái sẽ đẻ trứng xuống dưới nước. Sau khi trứng đã thụ tinh thì sẽ nở ra những con nòng nọc, và đó là giai đoạn 2. Kết thúc giai đoạn 2 sẽ đến giai đoạn thứ 3 và thứ 4. Đầu tiên, nòng nọc mọc hai chân phía sau trước. Tiếp theo là mọc hai chân phía trước sau. Như các bạn đã thấy trên hình ảnh minh họa, khi ếch đã mọc được 4 chân rồi thì đứa ếch sẽ ngắn lại. Là đến giai đoạn thứ 5, đó là ếch con. Là ếch con sẽ lớn lên và trở thành ếch trưởng thành. Và ếch đực lại đi hạ thành ếch cái, và ếch cái lại đẻ trứng nở ra nằm nọc. Thì cái đó gọi là chu trình sinh sản của ếch, hay nói cách khác là vòng đời của ếch, đúng nè, đúng không nào các bạn? Rồi, sau khi nghe Giang nói xong thì mình thử đố các bạn nhé. Chu trình sinh sản của loài ếch có mấy giai đoạn? Mời bạn Ngân. Chu trình sinh sản của ếch có ếch. Mời bạn nói là cảm ơn bạn. Mời bạn Đinh Bảo. Vậy là có mấy giai đoạn bạn? Cảm ơn bạn Bảo. Bạn Dũng cũng có ý kiến gì không? Rồi, cảm ơn bạn. Vậy còn ai có ý kiến khác không? Nếu không còn ai thì xin mời cô Trang trước đáp án này. Wow. Có cô luôn hả? Dạ. Thì cô trước đáp án rồi thì chút xíu nhóm khác lên báo cáo như thế nào? Vậy thì thôi con khắc lại đi ha. Con khắc lại chút xíu những nhóm của bạn báo cáo xong rồi thì con sẽ chốt là nó có bao nhiêu giai đoạn. Dạ. Vậy là sau khi các bạn nghe bọn mình thuyết trình xong thì cả lớp ơi. Cả lớp có thích nghe kể chuyện không? Sau đây mình xin mời các bạn lắng nghe một câu chuyện mà chúng mình đã sáng tác ra, rất hay và rất thú vị. Xin mời các bạn lắng nghe. Ngày xưa, ngày xưa có một chàng ếch ngọ sống trong một đầm lầy. Và một hôm chàng ếch định đến tuổi lấy vợ. Chàng ếch tung tăng và chuẩn bị một bao thứ đầy ắp để đi thả thú công chúa. Chàng ếch đến cung điện của các loài ếch và nói: và tôi là chàng ếch điển trai, tôi xin được cầu hôn với công chúa. Nhà vua nói chuyện với công chúa ếch về chàng ếch. Công chúa và ông ta liền từ chối ngay. Người dân trong làng xôn xao bàn tán: các cô đã nghe hay tin nào chưa? Một gọn chàng ếch tầm thường mà nhà dám đòi với công chúa của chúng ta. Nhưng chàng ếch vẫn kiên trì, ngày nào cũng đến trước cửa cung điện tỏ tình với công chúa. Nhờ sự kiên trì của chàng mà chẳng bao lâu công chúa đã đáp lời tán tỉnh của chàng. Sau khi cô công chúa ếch đã đồng ý là vợ của ếch đực thì cả hai đều sinh ra năm quả trứng. Trứng nở thành nòng nọc, nó sẽ trở thành ếch con. Ếch con lớn lên thành ếch trưởng thành, có bao thính đầy ắp để đi tỏ tình với cô công chúa ếch tiếp theo. Và đó, bắt đầu sự nghiệp giống như cha mình. Mình thuyết trình xong thì các bạn có biết ếch thường sống ở đâu không? Mời bạn Hoàng. Ếch thường sống ở cái ao đồng lầy. Các bạn có ý kiến nhận xét gì về câu trả lời của bạn Hoàng? Mời bạn Nhân. Cũng có một số là ếch sống trên đạm. Cảm ơn bạn. Và kết quả của ở đâu đó chứ? Xin lỗi, kỹ thuật trục trặc xíu. Là ếch thường sống ở bờ ao, hồ và đầm lầy. Nhưng bạn Nhân cũng nói rất là đúng. Cho từ chàng của ta cho hai bạn. Rồi, các bạn thân mến, thế ếch đẻ trứng hay đẻ con các bạn nhỉ? Câu trả lời rất là dễ mà đẻ được. Mời bạn Quốc Vũ. Các bạn là đẻ trứng. Rồi, có ai có ý kiến?
Có ai có ý kiến khác không? Vậy mình hãy đón xem câu trả lời của câu hỏi này nhé. Đó chính là ớt để trứng. Vậy câu 3 là ớt thường để trứng vào mùa nào? Mời bạn Long. Ớt thường trứng vào mùa hè. Đầu mùa hè. Cảm ơn bạn Long. Mình sẽ đón xem kết quả nhé. Ớt thường để trứng vào mùa hè. Bạn Long đúng. Trả lời đúng rồi đó. Vậy ớt để trứng ở đâu và trứng ớt nó thành gì các bạn nhỏ? Đây là một câu hỏi vô cùng dễ. Mời bạn Lê Bảo. Câu hỏi số 5. Em thường nghe thời tiết ít kêu vào khi nào? Câu hỏi này là mức độ 4 rất là khó cho các bạn. Mời cô Trang. Dạ. Em thường nghe hơi tiếng ếch kêu khi mà bà bán ếch đi ngang qua và khi em đi chợ à. Cảm ơn, một câu trả lời rất là thú vị và hài hước của cô. Mời bạn có ý kiến nhận xét. Mời bạn Tâm Như. Thank you.